Rồi hai bạn chính chào mừng mọi người tiếp tục quay trở lại với Volleyball VCT và quay trở lại với các một viên của nhà đấu Sở Hà Tĩnh. Và chúng ta sẽ là tiếp tục trận đấu trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho vòng chung kết giải vận viên lịch quốc gia năm 2021 của đội tuyển Hà Tĩnh. Trước mắt của chúng ta sẽ là trận đấu giữa Bồ Bá Đức Thành, Văn Thành, Đỏ Hồng, thứ hai trẻ Minh Chiến, Ibro Đức Hoàng cùng với Phạm Khả và Ngọc Dũng sẽ đối đầu với Minh Đạt, Cao Trung Thao, Đào Văn Công, thứ hai Văn Đức, Ibro Nam Con và sao trẻ Đinh Văn Phương. Nó sẽ diễn ra một trận 25 điểm cách hai và điểm số này là 1-0 cho team của Đàm Công. Người phát bóng là chuyền hai Minh Đức. Cuộc tốt của Ngọc Dũng. Biên hai ai đây? Đức Thành rất tốt. Đã sử dụng người vị trí biên hai của Đức Thành. Điểm một đều. Như là biết thì ở mùa giải năm nay thì đội tuyển câu lạc bộ Hà Tĩnh bổ sung thêm Minh Đạt của biên phòng và Phạm Khả cùng với sao trẻ đang lên của đội trẻ là Đinh Văn Phương. Đinh Văn Phương lại từ Thanh Hóa, hứa hẹn là một Văn Thành phiên bản đầy sức trẻ hơn. Chúng ta bảo với sự tiến bộ vượt bậc của cái chuyên hai trẻ Minh Chiến và Mỏ Hồng. Hứa hẹn năm nay thì Hà Tĩnh đạt mục tiêu rất lớn ở một chút kết này. Điểm số bây giờ là 2-1. Hậu vụ lên bóng rất uy lực của Đàm Văn Công. Sau đó thì Đàm Văn Công phải đóng hỏng điểm số cho team của Đức Thành 2-2. Đang gọi là team của Đức Thành và team của Đàm Công để cho mọi người dễ theo dõi trận đấu này. Phạm Khả ngoài. Như vậy là điểm 3-2 cho team của Đàm Công. Ở team của Đàm Công còn có một sao trẻ cũng đang lên phong độ rất tốt, đó là Lê Thanh Thành, vận động viên cao đến 1m96 và hiện tại đang đứng ở vị trí số 4. Đang có thể thấy sải tay giơ lên lưỡi thì chỉ còn cách ô lưỡi tầm một bàn tay. Biên hai Văn Thành, thủ rất tốt của Văn Đức, hàng sau của Đàm Văn Công, phòng thủ rất tốt của Đức Thành. Ở đây đánh nhanh Mỏ Hồng chưa thành công. Ở đây vẫn còn nỗ lực rất hay của Văn Thành hàng sau của Đức Thành, rất tốt. Hiệp hội chúng ta thấy Đức Thành dứt điểm thành công ở 6-3, điểm số là 3-2 cho team của Đức Thành. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn ở trên sân. Từ trận đấu này thì đã có rất nhiều kèo của đội tuyển Hà Tĩnh nội bộ và chúng ta chứng kiến được những màn tỏa sáng của các sao trẻ, đặc biệt là Bồ Bá, Thanh Thành, Văn Phương và Thanh Lãm. Số bây giờ là 4-3. Người phải bóng là Đinh Văn Phương rất uy lực, chèm vâng và như vậy là phải bóng ra ngoài. Điểm cho team của Đức Thành 4-4. Chúng ta dễ dàng nhận ra số 5 Văn Thành, Ibro Đức Hoàng, thứ hai Minh Chiến, Đức Thành, Bỏ Hồng và Ngọc Dũng. Ở đây đập trông không hiểu ý nhau, tiếp tục điểm cho team của Đức Thành 5-4. Nói về đội hình của team Đức Thành ở trận đấu này, ở bên kia chuyển hai Văn Đức, Minh Đạt, Thanh Thành, Đào Văn Công, Nam Con, Đinh Văn Phương và Cao Trung Thao đều là những cái tên rất chất lượng. Và tình mùa giải này rất tốt, một khoảng hợp đập trông người dứt điểm là số 8 Minh Đạt, điểm cho team của Đàm Công 5-5. Người phản bóng cho team của Đàm Công sẽ là Minh Đạt, và tăng cường cho Hà Tĩnh từ biên phòng. Biên bộ chưa thành công của Đức Thành, tiếp tục là Đức Thành ở biên bốn rất tốt, bóng chạm chắn ghi điểm, điểm cho team của Đức Thành 6-5. Người phạt bóng cho team của Đức Thành sẽ là Mỏ Hồng. Thì
nhanh ngày nay chúng ta thấy được sự ăn ý giữa Mỏ Hồng và Trần Thái Minh chuyển, đặc biệt là ở khả năng phát triển tấn công ở chiến thuật lắm ắt. Khá chẳng đôi rất cao giữa Trần Thái Minh chuyển và linh trẻ Phạm Khả. Điểm bây giờ là 6-5. Mỏ Hồng tiếp tục phát bóng với điểm số 6-5 cho tem của Đức Anh. Lần này thì phạt bóng ra ngoài, vẻ mặt rất tiếc nuối của Mỏ Hồng. Điểm số đổi cho tem của Đàm Công 6-6. Người phạt bóng cho tem của Đàm Công sẽ là Thanh Thanh. Chúng ta đã thấy số 5 Văn Thanh di chuyển có một pha đánh hàng 6-0 và một pha cướp cò của Trần Thái Minh Chiến. Bóng đi rất chắc và không có cơ hội phòng thủ cho tem của Đàm Công. Điểm số bây giờ là 7-6 cho tem của Đức Thành. Pha xử lý tình huống khá rất nhanh của Minh Chiến, và Minh Chiến sẽ phạt bóng vào lúc một của Đàm Văn Công, nhưng cơ hội vẫn thuộc về tem của Đàm Công. Rất hay pha phòng thủ của Ngọc Dũng biến bóng của Văn Thành chạm chắn ra ngoài, tiếp tục điểm cho tem của Đức Thành 8-6. Hai điểm số liên tiếp cho tem của Đức Thành. Về một phát bóng vẫn là Trần Thái Minh Chiến. Lần này thì bước một tốt rồi, hàng 6 của Đinh Văn Phương rất uy lực. Như đã chia sẻ thì Hà Tĩnh đang có một viên ngọc thô Đinh Văn Phương đang thi đấu cực kỳ lên form ở quá trình tập luyện tại câu lạc bộ. Cũng hẹn là em sẽ có một suất ở đội 1 tham dự vòng 2 cùng với những sao trẻ như Đoàn Thanh Lão hoặc là Lê Thanh Thành. Rất tốt, một pha phối hợp giữa Minh Chiến và Đức Hành. Điểm số là 9-7. Một pha di chuyển tránh chắn rất tốt của Đức Hành, và một pha điều bóng cũng rất hợp lý của Trần Thái Minh Chiến. Điểm số là 9-7 rồi. Người phạt bóng là Đức Hành, đội trưởng đội tuyển câu lạc bộ Sở Hà Tĩnh. Một pha đập trông, người dứt điểm có lẽ là Cao Trương Thao. Bóng thẳng vào vị trí của Đức Hoàng, thủ không thành công. Điểm số là 8-9. Người phạt bóng sẽ là chủ công Đàm Văn Công. Đàm Văn Công là cựu chủ công của quân khu 4 Nghệ An, nhưng bây giờ thì quân khu 4 đã giải thể. Rất tốt, cũng là một pha đánh nhanh ở vị trí số 3 của Phạm Khả. Bóng đi rất cắm. Điểm số là 18. Rất hay. Hai đội đang ngoan để cho khán giả một trận đấu và có rất hay. Phát bóng ăn điểm trực tiếp của Phạm Khả 11-8. Khoảng cách bây giờ là 3 điểm. Hàng trên của tem Đức Thành bây giờ đang là Ngọc Dũng, Văn Thành và Mỏ Hồng. Phòng thủ rất hay của Đức Thành. Ai đây, biến hồn của Ngọc Dũng không qua được tay chặn của Đinh Văn Phương. Điểm 9-11. Thực đó thì do ảnh hưởng của tiếng còi của đội trẻ tập luyện sát một bên, làm cho tem của Đức Thành bị giật mình. Chỗ là 9-11, nhưng phạt bóng sẽ là Cao Xuân Thao. Một tốt của Đức Hoàng, không, cũng một lỗi rồi. Nhưng cơ hội vẫn được dành cho tem của Đàm Công, chưa thành công. Phá sửa sai của Đức Hoàng. Vâng, chúng ta chơi quyết định của trọng tài. Vâng, và như vậy là đã điểm cho tem của Đức Hành 12-9. Và đánh hàng sau tiếp tục có điểm của Đức Hành. Lỗi bước 1 của Đàm Văn Công 13-9. Như đã chia sẻ thì đa số các chủ công đều hạn chế về khả năng bắt bước 1. Có thể là pha bóng vừa rồi Đàm Văn Công đã không điều tiết được bước 1 cho Văn Đức. Tiếp tục là câu trả lời của Lê Thanh Thành. Rất tốt, tem của Đức Thành đã đứng nhìn. Điểm số là 10-13. Ngay khi bước 1 thuận lợi thì Trần Hải Văn Đức có một pha phối hợp để sáo trẻ cặp một đường bóng như bùa bổ.
Người phạt bóng sẽ là Đinh Văn Phương với điểm số là 10-13. Được một tốt của Đức Hay đập trong. Có vẻ như bóng đã giật dây ra ngoài. 11-13, người dứt điểm là Ngọc Dũng. Vâng, đúng rồi, và như vậy là bóng chưa chạm tới chặn mà tiếp tục điểm cho em của Đàm Văn Công. Người phạt bóng vẫn là Đinh Văn Phương. 11-13. Được một tổ của Đức Hoàng đập trong. Đã chờ quyết định của trọng tài. Vâng, như vậy là tiếp tục điểm cho em của Đàm Công. Theo trọng tài thì Ngọc Dũng đánh bóng ra ngoài, bóng chưa chạm tới chặn. Điểm số là 12-13. Rất hay, rất hấp dẫn. Pha phạt bóng thứ 3 liên tiếp của Đinh Văn Phương. Rất mạnh, nhưng bước 1 rất tốt của Đức Hoàng. Thằng 6 của Văn Thanh, bóng giật dây. Điểm cho kèm của Đức Hành 14-12. Và như vậy là kèm của Đức Hành đã cắt được chuỗi lên điểm của kèm Đàm Công. Nó xác nhận một pha vật đà rất cao của Văn Thành và một bóng đầy may mắn, bóng giật dây. Phải bóng là Ngọc Dũng. Hàng sáu của Đinh Văn Phương, người chạm bóng thành công là Đức Hành. Điểm cho kèm của Đức Hành 15-12. Thì ngay lập tức kèm của Đức Hành cũng giành lại hai điểm số rất quan trọng ở trận đấu này. Bóng đi làm rất khó chịu. Nỗ lực một của kèm Đàm Công vẫn còn. Rất tiếc là nỗ lực sau đó của Mỏ Hồng không thành công. Rồi một điểm lại cho kèm của Đàm Công 13-15. Nhật phạt bóng sẽ là Kỳ Tống Mỹ Đạt. Ở bên này hàng trên của em Đức Hành đang là Mỏ Hồng, Tham Khả và Minh Chiến. Không hiểu ý nhau, một pha đánh láo ngặt cho Mỏ Hồng nhưng pha chuyền bóng của Minh Chiến không thực sự thuận lợi cho Mỏ Hồng. Điểm số được tiếp tục rút ngắn xuống còn 14-15. Một tốt, một chân sau đầu rất tốt của Đức Thành. Món ăn quen thuộc của vận động viên này, và vận động viên này không bỏ lỡ. Điểm số được nâng lên 16-14. Người phải bảo sẽ là Mỏ Hồng. Được một tốt của Đàm Văn Công, một pha đánh lóng ăn của Thanh Thanh nhưng vẫn chưa có điểm. Và sau đó thì có vẻ như đã có lỗi kỹ thuật của Đức Hành. Điểm số được tiếp tục rút ngắn xuống còn 15-16. Người phạt bóng sẽ là Lê Thanh Thành, vận động viên cao đến 1m96 và hiện là Việt Ngọc Thô mà Hà Tĩnh đang sở hữu. Hy vọng sẽ là một Văn Thành phiên bản thứ hai. Ở đây hàng sau của Văn Thành có vẻ như bóng ngoài nhưng đã chạm váy của Thanh Thành rồi. Điểm số là 17-15. Như vậy là kèm của Đàm Công vẫn chưa thể san bằng tỷ số ở trận đấu này. Rất hấp dẫn và sôi nổi. Nỗ lực một của Minh Đạt nhưng nỗ lực là vẫn còn. Ở đây cơ hội Đàm Văn Công rất dẻo. Phá bẻ của đáy rất dẻo của Đàm Văn Công. Vẫn là Đàm Văn Công. Hàng sau quá tốt, liên tiếp và hai pha tấn công và một pha phòng thủ của chủ công Đàm Văn Công, và điểm số tiếp tục được rút ngắn xuống còn 16-17. Hàng thủ Đàm Văn Công ở pha bóng này trước đó là một pha điều bóng không thuận lời nhưng Đàm Văn Công vẫn bẻ một đường bóng xuống vị trí số 4 rất hay, và sau đó là một pha đánh bóng trống chắn rất nhanh. Câu trả lời của Phạm Khả, một pha điều láo ngắn rất hay của chuyền hai Minh Chiến. Điểm số được nâng lên 18-16. Người phạt bóng sẽ là Đức Hành. Thời gian này chúng ta thấy Minh Chiến có những pha xử lý láo ngắn rất hay, đặc biệt là cho Mỏ Hồng, và bây giờ là cụ thể là cho Phạm Khả để lượt Xuân Thao trả lời. Nhưng phòng thủ rất hay của Đức Hành, cơ hội đã trôi qua. Và như vậy là đã có điểm cho team của Đàm Văn Công 16-17. Người phạt bóng sẽ là Đàm Văn Công.
rất may nhưng bước một rất tốt của Đức Hạnh đập trong vì bắt bài và điểm số là 17 đều. Một pha bắt bài đập trong của Cao Xuân Thao 17 đều. Trận đấu này chúng ta ghi nhận khả năng phòng thủ sọ lùi của Đức Hạnh là rất tốt. Chúng ta chờ quyết định của trọng tài và như vậy là phạt bóng ngắn điểm trực tiếp cho Đàm Văn Công, điểm số là 18-17. Rất hay, đúng là thủ lĩnh của quân khu 4. 18-17 rồi. 3 điểm số liên tiếp cho team của Đàm Văn Công. Tiếp tục là một pha phạt bóng rất mạnh, bóng giật chay. Biến hai của Văn Thành. Vâng, đã chờ quyết định của trọng tài và như vậy là bóng đã chạm chặn trước khi đi ra ngoài. Điểm số là 18 đều. À, có vẻ như vẫn đang có khiếu nại ở trên sân, nhưng có vẻ như quyết định đã được đưa ra. Điểm số là 18 đều. Ai thua ở trận đấu này thì sẽ bị cắt cơm trưa. Minh Đạt rất may nhưng bóng đi ra ngoài. 19-18 cho team của Đức Hạnh. Ra đang xem trận đấu nội bộ rất hay của câu lạc bộ bóng chuyền Sở Hà Tĩnh. Cuộc đấu giữa bộ ba Đức Hạnh, Văn Thanh, Mỏ Hồng thi đấu với Minh Đạt, Đàm Công và Văn Đức. Tỷ số lúc này đang là 19-18. Tiếp tục là Minh Đạt, một pha chuyền bóng không thể phòng thủ của vận động viên này ở vị trí số 4. Người chặn Minh Đạt ở pha bóng vừa rồi là Thiên Thái Minh Chiến và Mỏ Hồng. Điểm số được rút ngắn xuống còn 19 đều. Quá hấp dẫn cho trận đấu này. Mọi người thấy hãy cho bạn xin một like, một chia sẻ, đặc biệt là một đăng ký kênh nhận được thông báo vì có video mới. Video này được liver trực tiếp trên kênh của anh trai Đàm Văn Công, người đang thi đấu chủ công ở bên tém phía bên kia. Rất hay và phù hợp giữa Minh Chiến và Văn Thành ở biên hai. Điểm số là 20-19. Thời gian này chúng ta thấy được sự tiến bộ rõ rệt của cái chuyền hai Minh Chiến. Cái chuyền hai này cũng sở hữu chiều cao lên đến 1m93. Ngay lập tức thì Văn Thanh Thành bên kia cũng trả lời bằng một pha phối hợp đập trông ở vị trí số 3. Điểm số là 20 đều. Thanh Thành có chiều cao tốt nhất ở trên sân. Và đội viên này cao đến 1m96. Chúng ta có thể thấy được khi vận viên này giơ tay lên thì chỉ còn cách chiến lưỡi một ô mà thôi. Tiếp tục là Văn Thành hàng sau, chắn bóng rất tốt của Thanh Thành, sau của Đức Hạnh. Vâng, và như vậy là phải đến phá dứt điểm thứ 3 của Mỏ Hồng thì team của Đức Hạnh mới giành lại được một điểm quý giá, điểm số là 21-20. Tiếp đó chúng ta phải kể đến hai pha chắn bóng liên tiếp rất thành công của sao trẻ Thanh Thành. Cú đánh của Văn Thành và Đức Hạnh đều không bị vận động viên này từ chối và phải đến phá dứt điểm thứ 3 của Mỏ Hồng thì mới có điểm. Lại lỗi bước 1 của Đàm Văn Công. Như vậy là tiếp tục điểm cho team của Đức Hạnh 22-20. Như đã nói về khả năng bắt bước 1 của các chủ công, điều mà không chỉ Hà Tĩnh mà tất cả các câu lạc bộ tham gia giải bóng chuyền vô địch quốc gia đều gặp phải. Quá tốt, một pha chuyền hai không thực sự thuận lợi nhưng sao trẻ Đinh Văn Khương vẫn kẹp một đường bóng 6 vạch 3m rất hay. Điểm số là 21-22, cực kỳ hấp dẫn và sôi nổi ở trên sân. Để rất tiếc cho nếu anh em không được xem trận đấu này. Để phạt bóng sẽ là Minh Đạt. Điểm số là 21-22. Bước một rất tốt. Thằng sáu của Văn Thanh, đội bóng rất thông minh. Điểm số là 23-21. Xứng đáng là đội chuyền hàng đầu của đội tuyển bóng chuyền Sở Hà Tĩnh. Vâng, và như vậy là có vẻ như trong lúc giật máy thì Ben đã đọc trầm điểm số bởi vì trận đấu của chúng ta đã kết thúc rồi. Trận đấu này đã kết thúc với thắng lợi thuộc về team của Đức Hạnh. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở trận đấu tiếp theo. Chào và hẹn gặp lại.